Xin chào cả nhà, mấy nãy mình đã review món bún riêu rồi, bây giờ mình sẽ Món mít review nha. món mít nha. Nhưng mà ở Pháp mà có nguyên một miếng mít như thế này nè, cả nhà ơi, đó rất là ngon nha. Đây là bé Trang là chuyên gia mẫu mít. Ủa em lấy cái bao tay cho chị mà sao chị kỳ vậy? Chị không mang vô hồi dính thành đầy hết trơn bây giờ. Nè, bán Không vô, bán vô. chuyên gia không dám đâu. Chuyên gia ăn thì quá ơi thì được. Đó, bây giờ mình sẽ review cho cả nhà coi nha. Đây là mít nè. Đó. Món ba đạo mà cốc ổn cốc Đó, thấy không? Trời ơi rất là ngon. Đây, cốc còn một trái xoài, xoài còn dư âm xoài này chua giả mang luôn. Chua là cái xoài này mà mình bầm á, mình không có sạc á chị nó ha. sạch. Ủa xoài nó xoài gì mà chồng quay vậy ta? Không biết mà nó chua giả Thơm mang luôn á. hơn nha, ăn thơm hơn. Ngon. Có hơi hả? Nên chung chung không hồi chút nữa em gọi cái gì ăn. Em ăn nước Đây. mắm rồi về Trời nha. ơi đây, mình có chén nước mắm đường bá đạo đây nè. Ớt đây, ớt Anh có đây. hồi vậy? Anh Đức ơi, qua ăn bún riêu anh ơi, qua rửa chén phụ Yến nè, Yến nó đang ôm đóng chén, nó ăn bún riêu xong nè. Đã nói trừ ta ra rồi. Ai quay mặt mày, tao quay cái đóng chén cho mày thôi mà mệt. Đây 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 mình. Quay là Đây đây giấy nè chị, người phụ nữ giấy giỏi giấy giang. giấy nè chị. Giỏi Từ giang. từ tới liền, từ tới liền kìa Yến. Ảnh nó để nó đi từ từ nến rửa cho. Ba bún riêu kìa. Đây Kìa. đây, anh ơi. Đi chơi với gái cho cố vô xong rồi về bệnh. Anh nghe không? Anh nghe nó chữ anh không? Anh nghe nó Về chữ anh đau không? đầu mẹ rồi. Anh nghe nó chữ anh không? Chữ sắp mặt luôn á, anh biết. Đó, Chữ đang sờ mờ lờ luôn. Đó, đây. Trời ơi, bên Pháp mà có miếng mít như thế này nha, ngon lắm luôn mà quý lắm nha. Ở bên Pháp mà coi như là mít là xoài chua nè, cóc nè, rồi Nhờ ổi nè. nhờ em gái không? Coi như là Mình sách đi á. nhờ phước của Yến mà mình được ăn những cái món mà ta nói là Việt Nam luôn á. cục vàng của Việt Cái Nam này qua là đây á. đại đại gia gia là cái này là mua của Ấn Độ nha, giới thiệu là mua của Ấn Độ đó, không phải Việt Nam đâu. Cái này mít này là Của mình Ấn mua Độ. của Ấn Độ nha, rất là ngon mà tươi lắm chứ luôn ha chị ba ha, tươi quá trời luôn nè. Đây 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 em lấy cái dĩa cho, em lấy cái dĩa cho. Đây bé Trang hôm nay hy sinh lục mít cho cả nhà ăn đó. Bé Trang chào mọi người bé đó, phải cho bé Hôm nay Trang bé được ăn chưa? mít Ăn quá. mấy nãy mình ở trên nhà ga mà nghe bé Mít mà là bé 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 khen, bé khen trong điện thoại quá trời luôn. Mai ơi mai mít ngon quá mai ơi, mà chưa ta chưa về tới mình mà bà khen vậy tôi muốn chảy nước miếng luôn vậy, sợ bà luôn vậy. Mai ơi mít ngon. Đây 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 mình sẽ review cho cả nha, nhà ăn coi cái sống mắt muối nè. người nha, tối mắt tôi. Đó cái muối nè, thấy chưa, nó dày nha mọi người, nó dày kinh khủng luôn nè. Mít dừa đây 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 chị để hột lại luộc ăn chị, để chùm mền cho đúng vui. rồi, để hột lại. Ê, cái này ương được á. Trong cái nào hột gì nè, hôm nay trái gì nè. Thôi để mương cho. Trong cái mít mà nó lên tới đâu luôn. Thôi để mương mương, em cái mương, gì? Em mương, em mương. Đó, ương đây. Để đó, để đó. Em mương. Ê, ăn mít xong chùm mền đã lắm nhỉ. Mùa corona này chết hết mấy con corona. Có nghe khoa học chứng minh không? Corona Hả? chết là vì ăn mít là Ăn hột mít, ăn hột mít. Chết con corona. corona. Giờ lo ăn từ từ tới đi liền. Trời ơi con Yến nó rửa một đống chén vậy mà ông kêu tới liền để làm cái gì không biết nữa trời. Chua cho Yến trả lời trong á, cái nước mật chị, nước mật. Nước mật. Ừ. Không lấy cái hột thôi, cái nước mật á nó nhiễu vô cái nước này là cái nước nó ngọt á. Đâu nó thấm như muối mít ngon không bộ. Mít này nó không có nồng bằng ở Việt Nam mình á. Thôi thơm mà bà, thơm nhưng thơm mà nó không bằng Việt Nam mình nhiều đúng không? Đâu thử coi, đâu chị ba xé một miếng ăn thử chị ba. Ra ngọt không? Cái nước nhiều quá cái ha. Nước đó là nước ngọt đó, nước mật á, thơm. Nước mật cũng nước. Ôi ôi cái muối mít này mọi người ơi, ai đang thèm mít ăn mít không, cho ai đang thèm chảy nước miếng chết luôn đó. Coi nè nó ngon nè mọi người ơi, đây chén nước mắm đường bá đạo của mình đây, toàn ớt không à, một chút nữa mình sẽ gọt xài luôn nha, mình review hết nha nha mọi người. Mà nó chua động trời. Nhưng mà giả mang thì chưa thấy cái xoài em nó chua mà không biết làm sao nha, không biết chị có bầu chưa mà không biết mà tao quất hết luôn trái xoài ổng chua ổng ăn nổi, ổng chéo giò luôn. Em có chưa ăn hôm ba lên đó, con nhỏ nó thơm đó hả, em quất sạch sẽ luôn. Nó không cứng ngắc, nó không cứng ngắc nè, trái xoài của nó chị vàng cứng ngắc. Vậy nó mới ngon.
ngọt không chua sao chua mà nó thơm. Xoài này thèm khô cá sặc ghê luôn á. Này có cá sặc á mà nó thơm chứ nó không có chua. À quên, nó khô mà nó thơm. Bữa nay hai chị em mình rủ qua đó quá chị ba. Rủ qua đó hai chị em mình luồn mớ đồ Việt Nam ăn coi. Xoài cóc ổi gì đó. Thứ bảy làm mà. Chủ nhật đi. Sống chủ nhật cũng rủ mà tự nhiên rủ thứ bảy. Chủ nhật ai chả đi. Sẽ có người chở đi chứ đâu có đi tàu đi. Đi tàu nó dễ. Trò đi tàu dễ mà. Ờ, chủ nhật làm gì đông? Ai biết mua đồ đâu. Không dám đâu trời. Việt Nam mình biết đầy. Việt Nam mình hầu như đứa nào cũng biết hết đó. Em chào chị. Chị gì? Hôm bữa chị hôm bữa ở nhà anh Hùng là chị Thảo hay chị gì? Chị Thảo hả? Chị Thảo hả? À, phải không? Nè, phải Facebook của chị không? Lucy gì đó. Ừ. Si Lê nè. Xin. Chào chị Thảo. Em chào chị Thảo, đây bé Trang đang lục mít. Nè chị Thảo ơi. Anh chị khỏe không? Đó. Ăn mít, mời chị ăn mít. Mới ăn nồi bún riêu rồi, giờ mời chị ăn mít. Yến gọt sầu đi, Yến sẵn tay nè Yến. Ai chấm? Trời ơi, ăn chua rồi ăn ngọt nữa. Trời ơi, ăn chua rồi ăn ngọt nữa, vui quá. Để đây đi. Ôi trời ơi, cầm mỗi tay nó nặng. Đâu, cho em thử. Cái gì hả? Ủa, nó dày, dễ mà, giả mang luôn. Đây, cái này là, cả nhà ơi, cái này là cái sơ thôi nè. Cái sơ thôi nè, để mình ăn thử coi. Đúng. Chị ba đừng có bỏ cái sơ, ngọt dữ lắm. Trời ơi, đừng có bỏ sơ. Sơ bự sơ à. Ngon mà. Cắt hết luôn đi, ngọt lắm. Tôi thấy mà tôi muốn ăn á. Trời ơi, ngọt lắm. Ăn đại đi là hết. Trời, có sơ nè. Trời ơi, mọi người cả nhà ơi, có sơ nè, sơ mít nè, nó ngọt dữ lắm, bự. Còn nào uống riêu còn không? Trời ơi, cái nào uống riêu. Còn Đức ơi. Qua đến Đức. Qua uống riêu kìa. Tao muốn riêu nè, còn. Riêu ngon á. Trời ơi, uống riêu ngon dữ lắm luôn. Cua nè. Nhưng mà nó chua còn ngon. Gọt vỏ hay ăn vỏ? Thôi ăn vỏ cho nó thơm. Sợ dai không? Không ơi, anh Thuận qua ăn vỏ. Một nồi bún riêu tới đây nè, mà giờ còn nhiêu đây? Đó nè, chắc ai liếm ông Đức nữa nè, còn dư một tô nè, ông ơi, qua ông ăn giùm tôi đi. Hồi nãy ai xếp tô? Đếm. Đó, đếm, chắc đếm lộn, còn ông Đức nữa đó gì? Ừ, đó, tính 8 người, hồi nãy 8 người đó. Ừ. Mình đã nói là tô như đây là đúng hết phải không? Nè, chị nói nè. Chị khỏe, Mai Trang khỏe hả? Lấy em cái dĩa nhỏ, dĩa vừa. Dạ, tụi em khỏe re chị ơi. Khỏe re luôn. À, mùa corona này nè, tụi em không có giảm cân mà tụi em phải gắng ăn vô để chống corona. Đó. Cho nên hả, bữa nay ăn rồi ngày mai ăn tiếp. Ăn xong mai ăn. Ờ. Ăn xong lên. Nhưng mà chị em ngộ lắm, ăn không có lăn. Ăn xong là vẫn bình thường, không thấy lăn tí nào. Ăn còn công nhận mùa dịch ăn ghê lắm em. Ở nhà chị. Ở nhà chị làm bánh em thấy chị đăng không? Mình thấy tụi đăng ngập mặt luôn á. Chị hết làm món này tới món kia. Làm món nọ. Con này, xem em gọt vỏ. Vỏ nha, thơm. Để ai quên nhà Mai còn đậu xanh cà không Mai? Còn. Cho chị miếng Mai chị làm bánh hoa mì. Còn ra ở dưới nè, lấy đi. Nè, trời ơi, khoan để tao dỡ cái bọc cái này má chấm vô. Chảy nước miếng này. Chảy nước miếng rồi, má cái con này nè, coi nuốt miếng ực 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 kìa. Trời ơi, có tính xấu ông nội ơi. Có nè miếng giấy mà ướt hết trơn à. Đố mấy người phát bút có chảy nước miếng không? Mày cầm cái dao mà chỉa tao lê, tao hứng coi hứng nước miếng đó nè, coi nè. Trời ơi, corona mà nó nhiễu vô đây ai ăn cho nổi. Nhìn thèm quá, trời ơi, chị Thảo. Chị thèm nè, coi nè. Thôi bây giờ nó gọt cái mình ăn. Ê, gỡ đi, gỡ tao review qua, gỡ ra mình sao tao chấm. Trời ơi, chảy nước miếng tao. Coi nè. Trời ơi, coi nè. Nhìn mà ác nhân thắt đứt với sợ. Mày phải để kết cái trứng sầu của con nhỏ này. Chảy nước miếng ướt cái điện thoại hết trơn rồi nè. Quỷ. Mày nói rồi, mày chảy nước miếng. Ướt cái điện thoại hết trơn, corona vô. Đây mọi người ơi, một bên á thì gọt mít. Bên đó thì gọt ngọt, còn bên thì gọt chua. Hay giờ mình chọn cái chua, trời chảy nước miếng, ướt cái điện thoại, mặt màn hình điện thoại luôn nè mọi người ơi. Trời ơi, nhìn thèm quá chị ơi, em mời chị ơi. Trời ơi, ngon quá nè mọi người, xoài này nó chua nha, ăn một trái là đá ăn tháng luôn á. Mời chị đó, có xoài nó dám ăn luôn trời. Trời ơi, má nó chua. Mày giết người không giao mà. Nó chua. Chắc chắc nữa.
Trời ơi, gặp nước mắm đường mà nó cay. Ừ. Vậy. Nước mắm đường. Ngon, ăn thử miếng đi. Em sao chảy nước miếng. Ăn lại đi. Chảy rồi mà chảy, mẹ ăn thử nhiều khi mẹ hết energy con. Lại ăn vô cái nghĩ sao này con quỷ này nó bị energy energy mít. Trời ơi. Nghe mùi vậy thôi. Nghĩ sao nó bị dị ứng mít. Energy hả? Bị hồi nhỏ luôn. Nè, hồi nhỏ lớn không ăn được mít cái con này á. Người ta không ăn được sầu riêng còn nó không ăn được mít. Đây mọi người, mình review cái chén mắm đường của mình, nó kẹo nè nha. Trời ơi, nó kẹo mà nó ngon dữ lắm. Trời ơi, bắt đầu một dĩa xoài nè. Bắt đầu mình ăn miếng thứ hai nha. Ừ. Cái vỏ này đâu có dày đâu. Vỏ đâu có dày. Vỏ mỏng á. Trời mít ngon lắm. Vỏ nó mỏng. Mà cái sơ nó đặn nó không dày. Nó chua. Mai bà ăn mà bà nhảy. Trời ơi, nó chua. Ông nội ơi, sao cái chén này nó chua dữ vậy? Bây giờ bà không muốn ăn lắm. Lấy một mít đi. Ờ, lấy một đà luôn đi. Thế mà chừa ra một trái. Chừa ra một hộp. Sao nhỏ không ha? Sao nhỏ dưới này, sao dưới này. Ăn đi xong rồi mạnh ai thấy ấy. Nhớ chùm mền. Em lấy hộp cây già. Em lấy hộp cây già, em để dành ương một hộp thôi. Chùm mền lại nha. Đây mọi người ơi. Đó, cứ để chị luộc á. Chị chồng. Chị ương thử coi. Trái ha. Đây. Mình nó review xoài, còn nó đi luộc hột mít nè mọi người. Nó luộc mít rồi nó chùm mền để tối nó chùm mền lại để corona chết. Lâu lắm rồi, ăn ha. Lâu lắm rồi, cái này hiếm lắm. Cái hột ngon lắm, cái này hột rồi. Trời ơi, nó chua. Chua quá, chua quá. Bây giờ mình sẽ đưa lên cho các ông ăn. Các anh ơi, ăn trái cây đi. Ăn trái cây. Hả? Xoài nước mắm đường. Ủa, tưởng dưa leo chứ. Xoài nước mắm đường. À. Xoài này là chua bá đạo. Ăn với nước mắm đường mới ngon. Tại vì bây giờ phải ăn chua chứ không phải ăn ngọt nha. Ừ. Trời, quyết định mới cha quyết định này ghê quá. Đây anh Bình đây nè chị ơi, anh Bình đây nè, chị Thảo. Mấy? Chị Thảo. Thảo nào? Chị Thảo nữa nha anh Hùng á. Đây. À chị Thảo à. Nước mắm đường. Ồ, một cái. À xịt vào. Nói dễ thương lắm nha. Bảy. Nè, chào chị tiếp. Khỏe không chị? Ủa, đây. Khỏe không chị? Đó. Anh Ba. Chị Thảo. Dạ anh Hùng. Anh Hùng á. Ở chị Thảo hả? Chị vô đây chị coi mà, đang live stream mà. Không thấy đâu, tiếng nói thấy không? Ôi, ông Đức nè, nè chỉ cái thích này của chị nè. Ông Đức ông nói ông qua liền. Thì qua đi. Nè nè, từ từ tới liền. Thì qua đi. Qua đi còn một nồi kìa. Vậy hả? Rồi, đó. Anh Ba chào chưa? Rồi xong đi nha. Salu bạn Hiền. Trời ơi trời, tới ông Đức nữa nè. Chào ông Đức đi nè, salu bạn Hiền. Tại sao có qua không? Đó. Làm em đi vô đây rồi chị ơi. Ơ à, dục sơ hết chỗ em mà hả? Có bịch hết rồi. Đấy hết rồi. Đấy chưa? Lụm rồi em thấy ăn sơ hơn là ăn lấy ăn ấy. Đó, con quỷ. Trong cái bịch kìa, gói trong bịch mà. Tại vì chị khoái ăn sơ nó giòn hơn. Đâu có đổ đâu. Ăn khoái ăn sơ này lắm. À mấy sơ này đầy á, múc đầy nó dính trong muối này á. Rồi. Rồi, đi. Đang mặc quần. Ai đó thì mày trả lời với ổng đi, tao rồi không có bó tay với ổng. Nhớ mặc quần xì nha, cái chân da trái dướng nó thon. Con quỷ má quan ra chim á con. Má thiệt bậy bạ dễ sợ lắm con à. Sorry cả nhà nha, xin lỗi cả nhà, con này nó bậy bạ lắm. Em quẹt qua cái chụp hình chua tay đái. Nó hết rồi chị. Nhiều tiền sẽ bao nhiêu chứ vấn đề. Mà thường thường chú biết được bệnh hết. Thằng quen chứ bớt. Thường thường đừng nói là mà nếu mà đóng bán thì khoảng chừng 40 là có lời. 40 giá có lời.
Rồi đi lòng. Bữa đồng ra ngoài mình mua nhưng mà đó rau nhiều lắm. Đừng có bán, ví dụ người ta bán chấm bắt từ nó bị luôn quay. À, chụp em chụp hết. 80 chục mình đừng có bán bắt quá sợ bán. Thơm nước kia đó. Thôi thơm, ông đó ông ta liền, ông đó ông đã mặc quần vậy đó biết. Cái kiếm chỗ đó tới. À, tới đi. Mai nó nghỉ rồi, mai nó làm á. Chắc mày làm ta. Nhớ nhắc em có hụt nha, chừng quên. À, lấy qua lá khác, khác kìa. Hụt đi anh, hụt đi anh. Thôi, không ăn hụt. Đi nó bị allergy. Đây kìa. Thêm thêm thêm. Có dưa hấu đâu à? Em ăn xoài. Hay là xin mít hơn ngộ vậy. Có cái con quýt nữa đó. Quýt nữa đó. Quýt đâu? Bye bye cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ ăn mít. Xoài chút xíu ăn nhìn miếng hai miếng hết trơn rồi. Nó xoài chua. Nó xoài chua lắm. Xoài chua lắm. Có gì hấu mà mua nhau. Hôm hôm ở trong sân bay. Mít mọi người. Anh cũng thích ăn mít nhưng mà nó không mít. Hôm ở trong sân bay có gì ăn là có con nhỏ kia đâu bạn ơi, hoàng hoàng có người thích mày, nó hỏi tao mày người quốc tịch nước nào, là Minion này nọ, có người thích mày, hỏi mày là đứa nào, nó hỏi ok, bây giờ làm gì của hoàng, thì hỏi ai, không có làm đâu, mày không mà vô chỉ cho, nhỏ nhỏ, xong xuôi qua buổi sáng nó hoàng nó có làm nè, hỏi chị ai, chào chú Huệ, mất chú Huệ ơi, đi ngay chân thằng Tây, bữa đây chắc mày, bán má hả, nhẫn mừng hổng ngủ nữa, thôi cứ tưởng nhỏ nào chỉ ngay chân mày Tây. Chúng ta tưởng không là gu gu à gu đó gu là anh trong tờ giấy hả? Trong tờ giấy của anh mua xong tim nhung hả? Tim nhung. Đức nói gì? Cha này bỏ đi còn cha gì kìa mày đọc tin Đức đi. Uống rượu nó đó. Nói với Yến anh sẽ mặc quần áo đàng hoàng. Đừng có lo đừng có lo. Đi ngủ. Ờ đi ngủ. Ừ. Chưa vậy hả? Mặc quần áo đàng hoàng. Muốn em mấy chai bia được. Nhà mình có bia không? Có áo đàng hoàng. Nhà mình có bia không? Cười giữa đêm khuya. Mai đi làm. Mấy chai bia được. Mai đi làm. Ờ mai đi làm. Nhà mình có bia. Không có ba nát xe bia ha bia không có ba nát xe chạm chế ngon lắm chế ơi dạ. Nè xoài này xoài chua nè xoài chua chua dạ, quá vậy mua bia xoài chua nước mắm đường à, một cà mây nước mắm đường xuống này chút mà mít mít nha mít nha mít rất là dày mà ngọt kinh khủng ngon lắm mọi người ơi đang review ăn 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 nó mít dừa ngon ngon lắm ăn ăn đi giòn quá trời này thơm mà ăn miếng đi bữa hồi bữa cũng nhờ anh Hoàng ăn được mít không hả anh Hoàng bữa cũng mua mít cũng ngon ở đây nhất cho bự ở siêu thị đó hay anh mua mít thái mua mít thái người cũng thử con trai nó đủ con trai quá rồi chị Gia mua ở đây nhất siêu thị á hay mua trái cây rồi đó ngon lắm dày 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 mà nó giòn mà cái sơ nè nè mọi người cái sơ nó bự nè hai chiếc mà sơ mít nè dù tôi rút mai đi trước dù mình ra trễ mai em ra mấy giờ mai thì nếu mà thì nếu mà bị cuộc lem thì 7:30 bảy rưỡi em ra đi chơi ra mấy giờ tay anh rồi chơi ra mấy giờ rồi tới bông đi giờ tới bông đi giờ bông đi tay luôn rút xong chở đi luôn mình ra sau đi sau không được tại sao em mới nói tình hẹn ở đâu ra Bruno anh Nam Bình đâu qua nhà em trước đi em kho có nhà mà thì à, em với Yến đi xuống ngang hôm nay về sớm mà mai làm bộ mai làm 7:30 giờ sáng bây giờ chắc cũng anh làm gần mấy ngày mà không có anh về trễ chắc nhưng mà mấy giờ anh về mấy người chơi độc chơi độc quá ờ 6 giờ là có công là sao sáng qua hẳn ba 7 giờ mới lên bảy giờ tới có hẹn nhau ở đâu đó ai nào tôi nói làm gì chị mua đồ hả đâu em tới đó ra mua đồ xong nó xuống đó nó chờ em về chung sách chung luôn giờ chờ về chung luôn nghe rồi xuống nhà ga thì nó lại ngày mai 7 giờ này nó chạy con đêm mà kiếm sờ kiếm tóc không có mua ghẹ chắc là có ngủ không kịp tới ngày mai không không để ý nó nữa tại quen rồi nghe nó quen rồi không để ý nữa nghe Yến mà trả lời không đi Yến không nói mấy người chơi đập quá rồi không hiểu ngày mai 7 giờ ghé em nha bây giờ ăn này nè mất có gì em gửi nó chỉ nha đừng có đi không nó đêm giờ nó làm gì có kịp không em dặn mua chân gà giùm mà giờ đúng tới à kêu tới giùm đi ngủ ngày mai giờ đi ngủ mai là nói nghĩ là anh mặc đồ đi ngủ mai đi làm sớm trời mặc đồ tưởng mặc ông đồ nói anh đang mặc quần cái em nói nhớ mặc quần xì vô cái chừng cháy dính nó thòng con quỷ này mày ra chi mà nó cứ vậy á tối mà đi ngủ ăn gì ăn mít là sẽ có người ngủ riêng à ăn hụt mít mới chơi có người ngủ riêng anh ơi chứ ăn mít là chuyện bình thường đâu vậy đâu ăn mít là chuyện bình thường anh ơi có chua người chấp thèm thì có chưa ăn chua mà chưa quá chua mà nó nói chuyện hả anh nói rồi đâu nó nói còn nhiều thế nó nói nhưng mà bên đó chị chưa
Nói cả thế giới đều nghe. Cả thế giới đều nghe cho nên các anh hãy đừng nói xấu ai hết, trong đây ai cũng nghe. Nói trái gì thôi đừng nói cái kia. Bởi con Yến nó làm lộn nhau. Kìa con Yến nó luộc nguyên một hụt mít ở dưới á. Cái nào hụt mít ở dưới á anh, mấy cái đó mấy người tối là nó cho đi ngủ riêng. Cái mền riêng chồng đi nha. Con Yến nó sợ corona nó giết cái corona. Có mà. Nó biển luôn. Yến ơi bỏ miếng muối cho em ơi. Không, Trà Vinh đâu có biển không. Có biển. Vậy là ở miền Tây cái chỗ nào chỉ có Cà Mau thôi không? Trà Vinh không có biển đâu, Trà Vinh Cà Mau biết kinh luôn mà. Không, Cần Thơ, Cần Thơ thì ra biển. Trà Vinh thì kinh nhiều. Ông nó có biển thế nào? Nhưng mà Cần Thơ ra biển được. Thì từ sông nó ra. Chết rồi. Không phải đi từ biên ra ngã Cần Thơ nữa. Ừ đúng rồi. Cần Giờ. Thì sông nó ra biển chứ biển hẳn thì hẳn nó có đâu. Ngon quá. Cần Giờ có biển không? Có biển. Cần Giờ gần Sài Gòn lắm. Cần Giờ Sài Gòn á. Có quận 4, quận 7 chị thẳng ngoài. Cần Giờ vượt biên Cần Giờ đó. Cần Giờ Cần Giuột đó hả? Đúng rồi. Duyên Hải đó hả? Đúng rồi. Mà biển của nó dơ lắm, tắm sình không à. Người ta chỉ để nuôi hào, nuôi mấy cái con mà con gì á. Con sủi rồi chị. Xuống tắm. À để nuôi thôi gì chứ đâu. Đâu xuống tắm đó, nó sình không à. Nó dơ lắm. Nhưng mà đi chua. Nhớ không? Đức mà đi Điện Biên mình không nhớ không? Chả nhớ. Em chỉ nhớ lúc đó là em ngồi trên lưng của ai đó là cổng chạy đó, cổng em chạy. Nhưng mà lúc núp núp như nhớ chứ núp núp rồi mà hỏi đi đâu vậy? Cái như là ai cổng nhớ nữa. Nó là đi qua bên coi như là đi qua kiếm một năm rồi kiếm bác ở bên Mỹ á, nói vậy chỉ nhớ vậy thôi. Nhưng mà lúc mà ở trên tàu là ngồi ở dưới kia kêu mày nhớ phải đeo mát kìa. Ở tàu hay là nhìn thấy biển không? Không ông kêu khoa có ngủ với em rồi phải đeo mát. Không biết gì hết luôn hả? Nhưng mà có sấm đánh gì không? Chùa quá đập đánh chứ. Chùa giả mang có sòi nè. Em nói là ăn trái đá ăn biển đá một tháng đừng có ăn trái. Mới có 7 tuổi à. Hồi nhỏ mà. Đâu. Mà nó sạch hồi nhỏ em khoái. Đâu không có đeo má. Mà bây giờ mỗi lần em về Việt Nam anh biết sao? Con Yến nó nói để dạy cho chết corona. Trời ơi, lên ngủ không được, cái chân nó. Đúng rồi, không có thoải mái. Không có thoải mái. Mà hồi nhỏ khoái đi ba nha, bây giờ mỗi lần em biết ba em sợ quá. Thì nhỏ mình chưa đi mình khoái bây giờ. Mỗi lần mà về tới Thái Lan là thấy bắt đầu thấy thấy ha là thấy đầm thấy mừng ngày ha thấy mừng ngày trời ơi sắp sửa tới rồi mà ngầu mười mấy tiếng đồng hồ trên băng nguyên đêm không em. Anh Hoàng biết sao em bị say sóng á, cho nên em uống cái thuốc á, em uống 2 viên là em ngủ tới Việt Nam à. Em uống 1 viên xong ngủ cái bệnh á, nửa đường ra em dậy ăn đi, cái dậy ăn xong uống 1 viên nữa xong ngủ cái bỏ mắt tới Việt Nam. Ok, cho nên mai mốt mà đi sợ uống thuốc ngủ đi, uống thuốc ngủ nửa viên thôi. Mày ngủ ngon luôn ha, nhớ chị hai thì cho mình tính ngủ đó. Được. Tôi ngủ không được á. Nó ồn quá cái chân nó ngủ thẳng ra nữa. Đúng rồi. Muốn xuống ngủ rồi ngủ đã. Không, anh uống cái thuốc say sóng á. Là anh ngủ, anh uống 2 đợt, một đợt 1 viên xong là nửa đường rồi đó, nó cho mình ăn. Mình ăn xong xuống mình uống 1 viên nữa là mở mắt tới Việt Nam. Nó mệt quá, mỏi ngủ quá trời ngủ. Không bao giờ mà bị mệt. Em đi là em không cảm giác mệt là vậy á. Em uống gì? Bị gì? Ai? Dưỡng nữa hả? Dưỡng nữa hả? Kìa. Kìa. Em hả? Ngứa hả? Ngứa đâu? Còn cái mỏ rảnh luôn rồi kìa. Kìa vậy? Hai chồng bị. Dạ không bị mà chồng bị à. Hai chồng bị gì trời? Thôi vậy. Cái này bít, ăn bít, ăn bít mà bị dị ứng đi hả? Sưng mỏ. Cái thuốc này uống không? Đâu bị đâu. Cái này rồi. Rồi, cái này. Rồi lai máu rồi. Xoay. Có thuốc gì uống không? Đi xoài cho mít. Uống liền đi. Đang uống đồ, uống thuốc gì không? Hôm nay cái công anh Lê cái con đồ. Phải vô tưởng đâu đi xăm mỏ. Hai cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Đi xăm môi. Bunny, Bunny anh Đức, Bunny chế, Bunny mọi người nha. Tu hết luôn đi. Bunny, ngủ ngon. Ova, Bunny Weekend. Bye bye. Uống cái là em. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Mai đi làm.